Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Marab sinh tồn 1.16. Ok, gắn đi để mà kết thúc cái series này ha. Đó, thì như bạn đang thấy là hiện tại mình đang bị dính cái hiệu ứng đó là Bad Omen. Đây, rồi đây là cái Bad Omen này, điểm xấu nè. Đó, thì cái hiệu ứng cái này là trong lúc mà gọi là sao ta, mình đang chuẩn bị cái nguyên liệu để mà đi mình đang đi tìm nguyên liệu mọi người đó, thì cái nguyên liệu đấy là để mà nguyên liệu đó thì nó cần tới lông cừu ha, mà lông cừu để làm gì, để mà chúng ta xây dựng cái máy farm Enderman á. Mình dự định là xây cái máy farm Enderman, không có quay video đâu, chỉ xây offline thôi, xây offline gì đó để mà mình đi farm kinh nghiệm ha. Đó, những kinh nghiệm của mà chỉ cái máy farm mà quái vật kia của mình nó không đủ kinh nghiệm cung cấp cho mình ha, mình không thích cái kinh nghiệm của nó còn quá ít đó để mà cung cấp cho mình enchant cái kiếm đó. Cái kiếm này hiện tại bây giờ vẫn chưa, đây cái kiếm này hiện tại vẫn chưa có dòng gây cháy nha, đó vẫn chưa có dòng gây cháy đó. Rồi đó, thì trong lúc mà cái như đi cắt lông cừu á thì mình đã thấy đủ rồi đó, cắt lông cừu đủ rồi, thậm chí là dư luôn cơ đó, dư luôn rồi, dư lông cừu luôn rồi đó. Đó, thì mình thấy một cái đám ăn cướp ở đây đó, mình đi lại mình chém, mình rồi mình vô tình mình thấy một ngôi làng đó. Rồi đâu để mình bay lên đó. Đó, đây có một ngôi làng đây nè đó. Đó, thì mình thấy nguyên một đám ăn cướp đứng ở bờ biển đây nè đó, và thêm có một ngôi làng kế bên đó nữa, mình mới suy nghĩ vậy mình sẽ giết cái lũ ăn cướp này, rồi sau đó mình sẽ quay video một cái video đó là à gì ta, bảo vệ dân làng khỏi tụi ăn cướp đó. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh lộn với tụi ăn cướp nha bạn, đó cũng lâu rồi không đánh lộn với mấy mấy con này lần nào. Rồi cuộc xâm lược bắt đầu. Rồi giờ mình sẽ ở đây mình gọi là mình đi đi đánh nhau với cái tụi ăn cướp này các bạn. Rồi Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương kìa. Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương. Chết nè. Chết nè. Đâu rồi, Ngưu Ma Vương đâu rồi? Ngưu Ma Vương đâu? Ê Ngưu Ma Vương đâu rồi? Mày, mày, mày. Ui. Ôi cái con nó đánh đau lắm, ăn cái ăn cái. Chết mẹ, Ngưu Ma Vương cũng giết luôn, Ngưu Ma Vương là giết hết. Ăn cướp nè, ăn cướp nè, bố lao bố liếu hả? Anh cô lem vô tiếp phụ kìa. Lắc 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 lắc. Hay lắm, chết chưa? Ôi anh cô lem hay quá anh cô lem ơi. Ôi còn lại thằng, còn thằng thằng đâu? À đây à, đây à, lao 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 nghe rồi chết nghe em. Thank you.
ta đã chiến thắng rồi mọi người ơi. Đâu rồi, pháo hoa đâu, bắn chúc mừng đi chứ. Rồi dân làng nói chân rồi. Rồi xong chết hết rồi mọi người ơi, dân làng nó chết hết trơn rồi. Ây da, chết luôn rồi. Ôi mấy anh dân làng chết nhũm hết trơn rồi. Không không không, còn một anh đây nè. Ủa, ê đừng có nói là còn có một anh một đó nha. Rồi xong rồi bạn ơi, mấy anh kia chết hết trơn rồi. Còn có một mình, còn có một anh một rồi. Tại nãy mình bị lọt hố bạn, mình bị thất thủ á, mình bị lọt hố á. Rồi cái con bò tót nó dí tới nơi rồi, cho nên nha mình phải chạy vô hang mình trốn á. Rồi sau đó là, cho nên chắc có thể là ở cái khúc đó đó, cho nên là ra là mấy anh dân làng bị giết ha. Chứ nếu không mà không đến nổi đâu. Trời ơi cái làng bự chảng luôn, nhưng mà giờ cũng có một anh một à. Trời buồn quá à. Buồn quá đúng không anh? Quá trời buồn luôn. Quá trời chửi chết luôn. À, nghĩa là nó chửi chết luôn. Thì các ao mấy con dân làng ha, nó mà có ý thức là nó chửi mình chết luôn mà. À không, đây 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 vẫn còn một anh nè. À. Mấy con dân làng nó mà có ý thức là chửi mình chết luôn mà. Nó chửi là kiểu bà nội cha mày, mày mang cái điểm xấu tới làng tao còn bây giờ mày, mày còn nói cái đó nữa. Rồi à, nào ai chúng ta đừng cái tô tầm một cái bùa hồi, một cái bùa hồi sinh tức thì à, nếu chúng ta không may chúng ta chết à, ok rồi thì mình nghĩ là mình sẽ đi về á, mình không cần tới cái làng này đâu. Quá trời nhiều đồ rồi, nhà mình là dư đồ rồi, mình không cần cái ba đồ trong cái ngôi làng này nữa đâu. Ok, chưa mang cánh nữa thì cần chứ. Rồi, thì cái nguyên liệu mà mình đi kiếm á, cái nguyên liệu mà mình chuẩn bị để mà mình xây máy Farm and Man thì nó đã xong ha. Nhưng mà mình sẽ không quay đâu, mình quyết định là mình sẽ không quay cái phần làm máy Farm đó đâu. Bởi vì đơn giản thứ nhất là nó lâu mà. Mà chắc chắn là xây cái đó chắc chắn nó sẽ lâu rồi. Thứ hai nữa là cái máy farm đó là mình xây của người ta chứ không phải là mình tự nghĩ ra, cho nên là mình cũng cần thiết để quay ha. Đó, mình sẽ xây trong vòng offline đi. Đó, mình sẽ xây trong cái buổi offline. Không, xây trong lúc offline chứ không phải buổi offline lộn. Ở trong làng của tôi đó chắc này. À đâu. Không chưa. Trời má tưởng là tụi nó bị cái con chết đuối nó giết chân chứ ai ngờ đâu vẫn còn ha. Hello mấy em. Anh mang cái gì ta, mang người hùng của ngôi làng về nè, sao mấy em không giảm giá cho mấy anh là như thế nào? À đây có giảm giá mọi người, có giảm giá nha, à, có giảm giá đàng hoàng nha. Đâu này có giảm giá không? Trời ơi, từ 16 giảm xuống còn 12. Trời ơi, giảm giá ghê gì, ghê luôn. Rồi tao ném mấy cái này đi, tao không cần à, rồi thì cái tập hôm nay mình sẽ quyết định mình đi khám phá lại cái khu mỏ các bạn. Đó, mình sẽ quyết định đi khám phá lại khu mỏ của chúng ta. Đó, cái khu mỏ đợt trước đó, đó mình sẽ đi quyết định đi khám phá lại ha, cái chỗ đó. Bởi chỗ đó mình chưa đi hết. Đó, cho nên thành ra là chúng ta sẽ đi khám phá lại cái chỗ đó ha. Rồi. Trước khi đi thì mình sẽ cần phải làm một chuyện khá là quan trọng, đó là chúng ta sẽ đổi đồ với tụi dân làng các bạn. Đó. Đó. Mình có rất là nhiều gỗ luôn ha. Đó. Mình có rất là nhiều gỗ luôn. Thật ra là mình có tới tận 23 khối ngọc lục bảo ở trong cái gương ở phía trên cái ở trong cái nhà trong cây của mình á. Nhưng mà cái đó là do mình đổi đồ với cái tụi dân làng lấy que này ha. Đó. Đấy, sẵn tiện bữa nay tiêu diệt đang cướp nè, đó, giảm giá được chút đỉnh, nó đổi đã luôn. Ok. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đổi hết tất cả những cái số que mà chúng ta có ở đây. Rồi sau đó mình sẽ lên đường mình đi khám phá khu mỏ đó ha. Chúng ta đã đổi xong tất cả những số que mà chúng ta có, còn dư 18 cây nè. Và cái tụi dân làng đó nó ném cho mình hai cái mũi tên luôn ha. Một cái mũi tên là nhảy cao nè, một cái mũi tên là gây sát thương tức thì. Thì mấy cái mũi tên này mình không cần, mình vứt bỏ đi, mình không cần ha. Đó. Thì có một con hình như nó lên nghề đúng không ta? Đúng rồi, lên chuyên gia luôn rồi. Đó. Đâu rồi? Đây là cấp vàng nè. Đây còn đây là emerald. Lên chuyên gia đúng không? Đó, lên chuyên gia luôn rồi. 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 Thì mình mới ngộ ra đó là mình quên cất thêm một số thứ đồ nữa. Rồi bây giờ ta còn phải đi lên đó mình cất đồ cái nữa. Đó, rồi sau đó ta sẽ quay sang chúng ta đi khám phá khu mỏ tiếp. Ok.
Rồi sẵn tiện hiện tại là giờ mình đang ở trong nhà luôn ha, rồi mình sẽ gọi là đi xóa những cái phù phép này là bạn đó, đi xóa những cái phù phép ở trong cái mấy cái đồ mà trong NCT mà chúng ta tìm được ở tập trước đó. Đây ví dụ như những cái đồ bằng sắt nè đó, những cái đồ bằng sắt đây nè đó, rồi đồ bằng kim cương đi cái nọ nữa, những cái nào đâu mình xem những cái nào mà kiểu như phù phép mà nó lời nguyền hay là sửa chữa gì đó, mình lời nguyền hay là cái gì đó đó mình sẽ xóa bỏ ha. Đây. À đây, đây là cái cây đinh ba mà chúng ta tìm được từ cái con dân làng ở lộc con đuối nước, lộn con đuối nước, thì mình đã có enchant cho nó gọi là sửa chữa luôn nha bạn đó, mình sửa chữa nó lại đó, rồi mình thử mình rồi sau đó mình ép vô cho nó, mình đi enchant cho nó rồi cái chúng ta được cái lòng trung thành một cái chấp điện ha đó. Rồi mình còn có được thêm một cây nữa bạn đó, mình có được thêm một cây nữa ha. Đâu rồi cái này không ta, không cái này có nguyên liệu rồi, ok chúng ta có thêm một cây nữa, chúng ta có thêm một cây nữa từ con đuối nước các bạn đó. Lúc đó mình đang đứng bên kia kìa, nó mình đang phong quái vật á, cái con có cái con đuối nước nó ném đinh ba mình, nó cầm đinh ba nó ném mình mới quay qua mình định giết nó thì mình thấy oh my god đinh ba enchant nè, cho mình mới bay vô mình giết nó thử coi thử nó gớt không, ai dè nó gớt thiệt mọi người. Nó gớt thiệt nghe chứ nó không gớt giỡn mọi người đó. Đầu để chúng ta xem thử này không ta. À, nói chung mình không biết, cho nói chung là mình không biết là mình để cái đó đâu nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái đồ phù phép xàm xí đú này ở trong cái bộ giáp sắt ha. À, đồ sắt mà nó in trên nhìn thấy ghê không, nó đồ sắt mà nó in trên nhìn thấy ghê chứ. Rồi bỏ này ra luôn nè, bỏ này ra luôn, tôi có đồ này đồ rai rồi. Ok mình xóa phù phép mà tại sao nó không hiển thị nhỉ? Ô nó bị lỗi à? Nè bạn bị lỗi nè. Đấy. Đấy. Lờ nguyên biến mất, lờ nguyên là buộc. Ai à, vậy thằng nhớ nói cái này không xóa được à? Ai à, vậy là cái lờ nguyên này, cái mấy cái phù phép mà lờ nguyên biến mất rồi nguyên ràng buộc này chúng ta không thể nào xóa được à? Oh my god, rồi, rồi xong rồi. Rồi hai mũ kim cương này bỏ luôn bạn ơi. À, mình tưởng đâu là nó có thể xóa được, ai dè đâu ba cái lời nguyền là nó xóa không được. Ai, khổ đau thì chứ, rồi vứt bỏ đi. À, bye bye mấy em nha, rồi đó, à, đi, à, rồi goodbye mấy em nha, hẹn ngày không gặp lại. Trời má, tưởng sao ai dè đâu ba cái lời nguyền xóa không được, thiệt tình chứ mấy cái lời nguyền xóa không được, dù gì dễ sợ luôn bạn, hả? Ok, đâu mình thử mình lấy ra coi. Mình nhớ là mình có để cái cây đinh ba đó đâu trong đây nè. Tôi nhớ gọn gàng là vậy đó. Đây nè, đó, lòng trung thành một đó. Đó, nó có enchant luôn rồi mọi người. Enchant sẵn luôn á nha, mình chém nó ra cái gớt rồi luôn. Đó. Giờ chúng ta được một cái đinh ba lòng trung thành một. Ok. Ấy da, trời má nó cứ ở hoài luôn. Ngọc Ender, rồi gạch đá. Rồi, ta sẽ cất những cái món đồ này vào. Ok. À, mình sẽ đi quanh đây mình cất Ngọc Lục Bảo nữa rồi chúng ta đi khám phá cái khu mỏ Bảo Hoàng luôn. Rồi, ta đã quay trở lại khu mỏ đây bạn ơi. Đây, à, cái đường đi xuống đây nè. Ok, rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá khu mỏ này ha. Ok. Để xem thử ở trong đây vẫn còn dư cái khoáng sản nào không để tôi lượm một cái. Còn dư cái nào không để tôi lượm đồ cứ chứ các thứ chứ. Cốt. Bộ kiếp chứ ta mắc nợ mày hả? Bà nội mày. Con quỷ. Oh my god, diamond. Đào luôn, đào bằng cúp mày nha. Ê, bay 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 bay, chạy đâu em, chạy đâu em. Chạy đâu? À, đào bằng cúp mày nha, rồi sau đó ta đem lên mặt đất ta đào. Đó, vậy đi cho nó dễ. Oh my god. Trời má, cái hầm này nó đào sâu tới tận bedrock luôn rồi bạn. Rồi để tận mấy? Tầng 5 luôn rồi. Trời má cái hầm này nó cái hầm mỏ này nó sâu gì?
nó sâu tới tận tận bếp róc luôn à. Trời ơi mắc kinh vậy. Ô đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một cái gì ta, cái hầm mỏ mà nó sâu tới tận cái tầng bếp róc luôn mọi người, kinh dị thật sự. Ô một cái gương đó, mở coi. Trời ma ơi, tưởng cái gì nó được, có mỗi cục táo vàng. Ok đâu để mình cất vào mới được, phải cất một số thứ vào. Quá là chật chội, nơi này quá chật chội. Ok đâu để không có hộp nào trống đâu. Đây có hộp này trống nè, hộp này trống thì được. Ok à. Dịch bệnh dạo này căng thẳng quá. Nhà mấy chỗ mấy ông sao rồi, chỗ tôi thấy nó cũng không êm ái cho lắm. Chỗ tôi thấy cũng không mấy là gọi là gì êm ái cho lắm. Chỗ tôi hiện tại vậy nó cũng gọi là tạm tạm mấy ông, tạm an toàn, tạm an toàn, tạm thời là an toàn nha. À, còn trong tương lai thì sao thì không biết. Trong tương lai mà dịch bệnh mà diễn biến phức tạp quá nữa thì tôi không biết rồi sao luôn. Đây đi. Nói chung là cũng hy vọng là mọi thứ sẽ ổn thỏa lại như trước đây. Chứ không thôi là kiểu này chắc ra ngoài đường ăn xin thiệt luôn á. Thiệt á, cái này rồi lơ mơ là ra ngoài đường ăn xin thiệt á mấy ông, đi ăn hoài. Thiệt luôn. Ồ, một cái gương nữa nè. Kim cương, we have the diamond. Một cái cục chim sắt, ồ đốt nè. Tôi đang cần đốt. Rồi tôi sẽ lấy đốt nha. Còn mấy cái thứ đó bỏ lại đi, không cần. Ôi diamond, tôi nói. Con mẹ mày. Ê, mẹ mày. Con Reaper cái đâu? Tôi mới nghe cái tiếng xèo xèo, đâu ai? What? Đâu? Mới nghe cái tiếng xèo xèo cái sọc. Đang đào kim cương luôn á. Oh my god, những viên kim cương quý giá. Cầm đốt lên. Cút. Bà nội cha tụi mày, cút. Oh no. Nhiều quá. Hết hồn, hết vía, đâu rồi, con Reaper cái đâu? Mày ra đây tao chém mày vài cái luôn. Ông cố nội mày, bà nội cha bay, tao giỡn mặt với mày hả? Đâu rồi? Đang đào kim cương mà tự nhiên cái xè, hết hồn hết vía. Ôi ôi, nó làm tôi đúng giật mình luôn á. À ôi, hồi nãy là có con Reaper nó nổ banh chảnh cho cái quặng sắt luôn á. Quặng sắt đó hơi bị to luôn á. Cái chỗ đó nó cũng hơi tao tầm 4, 5, 6 cái quặng sắt gì đó. Nhưng mà cái bị con Reaper khốn nạn nó nổ banh chảnh chân rồi. Ồ, ra đỏ à. Rồi lượm cái này đi. Ra đỏ lấy. Ồ, có hạt dưa hấu à. Hạt dưa hấu tôi có 3 hạt rồi, kệ lượm thêm đi. Rồi, ok. Đây luôn. Oh my god. Diamond. Ok, diamond. Mình đã quay trở lại rồi đây ha. Đó. À. Ê trời tối mất tiêu luôn á, gọi tao đi ngủ một cái. Đó. Trời ơi. Đi đào mai, đi mai tới nỗi không mà đặt đi mai tới nỗi mà trời tối luôn cái chỗ nào đó. Rồi sáng ha, hả? Rồi đâu chúng ta sẽ xem thử chúng ta đã thu hoạch được những gì. Đó, khoảng sáng mà thu hoạch nghe ghê không hả? Rồi ok hả, rồi ta sẽ đặt cái gương này ra. Cái gì vậy, đặt cái gương mà. Rồi ta sẽ đặt chiếc Ender Chest của chúng ta ra đây. Đó, đây luôn ha. Đâu rồi, đây quặng nè, quặng tập lớp dollar đây nè. Đó. Rồi thì như bạn thấy trong lúc đi mai mình cũng đã tìm được kim cương ha. Đó. Thì đây là tất cả những số quặng mà mình đã tìm được trong cái khu mỏ đó, bao gồm cả trong hang luôn nha. Đó. Tức có nghĩa là cái khu mỏ đó nó cũng có gọi là nằm ở phía trong một số cái hang, và mình cũng có đi khám phá một số cái hang trong đó, và mình cũng tìm được đây. Không có, tức có nghĩa là tất cả những cái quặng ở đây không phải 100% là nằm ở trong cái khu mỏ đó, mà là cũng có khoảng phân nửa hoặc là gần 20% hoặc là 30% là nằm ở bên cái hang. À, ở trong đây kim cương nè, như lúc nãy bạn thấy là chúng ta tìm được kim cương ở chỗ ở cái một cái sàn thạch đúng không? À, thì cái chỗ đó là cái hang nè, chứ không phải là cái mỏ đâu. À, rồi ta sẽ lấy ra tất cả những cái quặng nào mà đào ra được thì chúng ta sẽ lấy ra.
đó, cái này chỉ cần cái này là luôn không lấy ra được đó, là cất vô đó. Tất cả những cái quặng nào mà đào được chúng ta sẽ lấy ra ha. Đó rồi, bây giờ mình sẽ gặp, chứ có thể là chúng ta sẽ đi qua bên cái đảo bên kia đi đó. Chúng ta sẽ đi qua bên đây cho nó rộng rãi một chút, không qua bên sa mạc không đi cho gọn, sa mạc này rộng nhất thôi, nó nhiều rồi. Nó qua bên sa mạc một trái, hạ cánh an toàn rồi, an toàn nha. Đó, mình đặt ra, mình đặt ra như thế này đó. Rồi ta đào ra, ta đào ra, ta thấy ta được nhiêu, 10 quặng nha, rồi 18 cục, 10 quặng, nó cho được chúng ta 18 viên kim cương, hơi bị ít, 10 quặng mà cho nhiêu đó thì nó hơi bị ít nha, thật luôn. Có một số trường hợp là ta có 8 quặng, nó 8 quặng mà ta cho đâu tận mười mấy cục cơ, cái này là hơi ít nha, hơi ít thiệt luôn á. Rồi ta đặt mấy cái này ra một cái, ta cũng làm giống hệt như cái kia thôi, ta đào ra thôi à. Mình đã sắp xếp hết tất cả ra rồi ha à. Và đó, ở đây là chúng ta có tới tận 4 stack. Mình sắp xếp không được đẹp lắm đó, mà thôi kệ bà đi đó. Chúng ta có tổng cộng 6 stack, 6 stack than, lẻ 37 cục trong đó nữa, 6 stack nhưng mà còn lẻ 37 cục trong đó nữa ha à. Còn bên đây là bao nhiêu stack đó đỏ mình cũng nhớ luôn đó. Rồi bây giờ là trời hoàng hôn chiều tà rồi, chúng ta cần đi ngủ. Ok, lúc nãy là hôm mình bị té chết đấy luôn này đó. Bây giờ bay lên trên á, bay lên trên để mà đứng lên trên phía trên đó để mà đặt mấy khối này ra nè đó. Nhưng mà bay cao quá và đáp dù ẩu quá, té bụng trên ngắn sao xí đúng thiệt chứ. Rồi ta sẽ, giờ mình sẽ đào mấy đống này ra ha. Ok, ta đã đào xong cái đống này rồi à, ở chỗ chứa luôn nè à. Rồi ta đặt ra coi, ta sẽ ráp những cái khối này lại à, ráp lại nha à. Rồi nhặt vô đàng hoàng à. Ráp nó lại, chúng ta được 64 khối, một stack khối đã đỏ và lẻ thêm 44 cơ, lẻ thêm 44 khối nữa. Ok, rồi mình sẽ vứt mấy cái này đi, mấy cái này đâu có xài, đâu dùng tới đâu. Rồi ok, vứt cái này, con này luôn. Rồi ok à, ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới cái màn đó là đi đào than. Ok, thử xem là 6 stack than lẻ 37 cục trong đó chúng ta sẽ được bao nhiêu khối nha. Xong ha. Rồi, giờ ta sẽ rắc cái này lại. Rồi chúng ta sẽ thử là chúng ta sẽ có được bao nhiêu khối nha. Đây, đầu đỡ tài mạnh quá là lúc nguyên này luôn nè. Lặp lại. Đây này ra, lặp lại. Đó, trả lại cho ta. Ok. Rồi, ta sẽ đi lại đây, ta có rắc lại tiếp. Rồi xem nào. Chúng ta gần được 2 stack khối than à, cho khoảng 6 stack và lẻ 37 và 6 stack quặng than và lẻ 37 cục trong đó. Ok, cũng được. Rồi.
mình chi tiết là tìm chung cư không được nhiều lắm ha, chung cư được có 18 phòng mà lo có được có 10 quặng ha, đào ra được có 18 cột trời mày ha, hay ghê luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi thăm đi người ta đi đánh chiếm cái khỉ cung nha bạn, đánh chiếm đi cung nha. Ở gần nhà mình có tới tổng cái, ở gần nhà mình có tới tổng tới hai cái khỉ cung luôn bạn, đây một cái nè đó, như bạn có thấy đây một cái, dạ bên đây một cái luôn, ở phía bên đây cũng có một cái luôn nè. Ok đâu rồi đây đó, mình không có làm gì nhiều đâu, mình chỉ đi cho đó mình lấy mấy cái một quyển cho đó mình lấy cái khối vàng ở phía trong ấy là được rồi, chứ không có gì nhiều chứ. Giờ chỗ mình đang mưa thì mong các bạn thông cảm nha. Rồi cái chỗ này chưa sửa nè, sửa là chỗ này cái này, ok sửa cho này lại cái để cái này vô. Rồi sửa là nhìn nó đỡ thô đi, đỡ kỳ giống như chân. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào đây mình cất đồ cho mình, lấy cái cây đinh ba của mình ra một cái ha. À quên, còn chưa ấy cái này nữa, tháo này ra luôn. Rồi bảy quặng rồi xong rồi. À trời má, lưu ly ra đúng nhiều luôn, kim cương ra đúng ít, kim cương ra đúng ít mà lưu ly ra đúng nhiều luôn, kinh dị thiệt chứ, kinh dị thật sự. Mình có cái bản đồ kho báu bị chôn vùi nữa bạn đó. Đợt trước là đi gặp cái thuyền đó bạn nhớ không, nhưng mà mình đi gặp cái thuyền đó mình lấy được cái bản đồ kho báu này, nhưng mà không hiểu sao mình lấy được tới tận hai cái đó. Mình không hiểu sao mình có tới tận hai cái lận, mặc dù mình gặp có một con thuyền à đó. Hay là cái thuyền đó nó có tới tận hai cái lận ta, nói chung là mình cũng không rõ rồi, mình cũng rõ là mình gặp có một con thuyền, đúng có một con thuyền duy nhất luôn, nhưng mà có điều là mình có tới tận hai cái bản đồ, mình không hiểu tại sao luôn. Rồi không biết là hai bản đồ này khác nhau hay là giống nhau này. Khác nhau mọi người, hai cái khác nhau nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ lên đường đi tìm kho báu một chuyến ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái bản đồ này trước đi. Ok, chúng ta tới nơi các bạn ơi. Trời, hóa ra là nó nằm ngay trên cái chỗ cái cổng đó. Đây nè, các bạn thấy con thuyền đó không? Các bạn thấy con thuyền nó quen không? Thì cái con thuyền đó là nằm ngay ở cái chỗ mà mình đi tìm cái cổng mà để giết con ngồng đó. Đây, đây nè, chỗ nó nằm ngay chân chỗ mà cái khu vực mà ở cái chỗ cái cổng của cái con rồng luôn, vậy mà tôi không biết. Rồi bây giờ tôi sẽ đào ra kiếm kho báu một cái, nó thử sáng tiện tôi tìm mà trái tim của biển cả luôn ha. Có cái xẻng này đào rất là nhanh luôn, khỏe. Ô đây rồi mọi người ơi, đây nằm dưới nước nè, trời má ơi, tưởng nó nằm phía trên bờ, ai giờ nằm dưới nước. Rồi trái tim của biển cả, diamond, ok diamond. Đây, lấy cái này luôn. Emerald nè, lấy luôn. Hết thời. Ơ, tại sao mình không lấy cái ghiều mình chặt cái một cái đó. Nên lấy cái ghiều làm cái một đi cho gọn. Gánh lên rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ lắp lại cái chỗ này. Cái chỗ này biết là một bãi chiến trường rồi đó. Rồi, ok. Mình lắp lại ha, thì cái lúc mà trước khi mình lắp lại á nó hơi khác một xíu rồi, ok có lắp lại rồi được rồi, chứ không có gì chân trời á. Rồi đói rồi, ăn miếng cá coi, cá rất là tốt với sức khỏe, chúng ta nên ăn cá nha mọi người. Rồi hơi chết bấm lộn. Rồi bây giờ mình sẽ ném bản đồ này đi, không cần bản đồ nữa, chúng ta đã tìm thấy kho báu rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bản đồ thứ hai hả? Rồi bây giờ mình sẽ lên đường mình tìm cái bản đồ thứ hai luôn ha, cái kho báu thứ hai chứ lộn. Ô cái gì kia, một con tàu đắm khác. Wow, một con tàu đắm khác. Xuống liền. Một con tàu đắm khác. Oh yeah, đâu vào đây coi có gì không. Xuống coi, xuống. Ở đây có gì không? Không có. Rồi ta sẽ có thần nè.
tầng 2 không? Rồi không. À đây 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 có tầng 2 kìa. Một cái bản đồ kho báu khác, rồi giấy bỏ đi, giấy nhà có nhóc. Mình đồng ý ở nhà mà. Cho nên là không có lo chuyện đó ha. Rồi, đâu. Mình sẽ đi lên lại cái con tàu này, mình vừa thấy mình còn thấy thêm một cái gương nữa, một cái gương ở cạn nha. Đây. Ok, Emerald. Đó. Sắt nè. Ngọc Luli nè. Rồi tôi sẽ lấy luôn những cái hạt sắt này. Đó. Rồi ok. Rồi, đâu để xem thử cái bản đồ mới rồi. Không, bản đồ mới đâu. Đó, đâu. Hai cái. Ồ. Ồ. Khoan. Đợi mình chút để mình đi lại cái chỗ đây đây đây. Gần tới rồi, chúng ta đã gần tới ngay chỗ kho báu rồi mọi người ơi. Ồ má, có cái cánh này đúng nhanh luôn á. Có cái cánh này đúng nhanh thật sự. Rồi đây, một cái kho báu ở đây ha. Rồi đâu, ta móc cái bản đồ thứ hai ra. Ồ, hai cái này khác nhau luôn. Wow, amazing, good job. Trời ơi, đã vậy. Má ơi, hai cái bản đồ khác nhau luôn. Không, ba cái bản đồ khác nhau nha. Trời má hay vậy. Mà hai cái bản đồ nha. Ở nhà mình là có sẵn hai cái bản đồ, một cái là lượm từ con tàu, còn một cái là lượm từ đâu mình cũng nhớ nữa, hình như là cả hai cái lượm từ con tàu hết, đều lấy từ con tàu hết sao, hết hay sao đó. Ok, và hai cái nó khác nhau luôn, ghê. Rồi giờ tôi sẽ tìm kiếm kho báu bị mất tích. Nó nằm ở đâu vậy mọi người? Nó nằm ở đâu vậy? What? Tôi đào muốn nát cái chỗ này luôn rồi mà nó nằm ở đâu vậy? Hả? À, how? Nằm ở đâu vậy? What is this? Nó nằm ở đâu vậy? Trời ơi! Sao tìm hoài không thấy gì nè? What the? Ok. What? How? Nó trốn ở đâu vậy mọi người? Tôi đào muốn nát cái chỗ này luôn rồi đó mà nó trốn ở đâu vậy? How? Cái gì đây? Hả? À? Phải này không vậy? Hả? À? Phải đó không? Khoan, đi ra. Ra, đợi xíu. Đây đúng không? Rồi. Game mode survival. What the hell? Trời ơi trời, nó nằm ở chỗ này đó hả? Trời ơi. Tôi nói thiệt nha, tìm kho báu ở trên Minecraft PC nó khó hơn ở trên BE gấp 1000 lần. Tôi nói thiệt cho mọi người vậy luôn. Tại sao? Bây giờ đơn giản á, là tôi đã tìm ra, chính bản thân tôi luôn nha, chính bản thân tôi đã tự tìm ra cái cách tìm kho báu dễ nhất, đào kho báu dễ nhất ở trên Minecraft BE đó. Rồi nói chung là tự tôi tìm cái cách luôn nha đó. Cho nên á là cái chuyện đó nó rất là đơn giản. Còn ở trên Minecraft PC hả, trời ơi, nó thiệt chứ, nó không có theo một cái trình tự nào hết trơn rồi. Ôi ơi, bây giờ là phải lắp lại cái chỗ này đã luôn rồi. Trời ơi, phải lắp lại cái chỗ này mới được. Ok bạn ơi, thì sau một hồi mình đã lắp đầy lại cái chỗ này. Và đã mất qua đêm luôn, mình mới ngủ dậy luôn á. Nhưng mình mới ngủ dậy trong game nha. Và thế là chúng ta đã lắp xong cái chỗ này rồi. Và chúng ta đã có dư chỗ trống để mà. Ôi trời mẹ, còn một stack cát nữa nè hả. Rồi. Ok. Lấy. Ok. Lên bà nội mày. Đó, bà nội mày, tổ cha mày. Lên. Lên liền. Rồi. Ok, chúng ta đã có được tổng cộng 2 trái tim của biển cả và 2 cái gương. Ôi trời ơi. Ôi trời. Chắc tôi chết quá. Ok. Đến nơi rồi mọi người ơi. Đến nơi nè. Đây là cái chỗ này nè. Ồ, đây có khu đầm lầy à. Khu
cô đông lại gì, chúng ta sẽ có một cái mẹo, một cái mẹo đó mà tìm một cái viên kim cương nào đó. Ok, rồi qua cái xích qua cái rồi thì lên qua lên cái nữa rồi nha, đúng nha. Khoan khoan, rồi này là nó mất rồi. Rồi rồi nha, đây nha, họ lúc nãy là tôi thấy nha, tôi thấy nó y chang vậy nè đó, lúc nãy là tôi thấy nó y chang vậy nè đó. Bây giờ ha là tôi đứng y chang vậy nha, rồi tôi đào ở xung quanh nè, không có một cái nữa là tôi thấy chứ đúng quạo luôn. Đó rồi, biết đường kiếm nha mọi người, biết cách để tìm ha, biết cách để đào đó. Rồi đó, chúng ta sẽ đứng như nè đó, đứng sao mà cho nó cái phần đốm trắng ở phía sau đít đó nó lú một xíu xíu đó. Chúng ta cái việc đứng này chúng ta đào ở xung quanh chúng ta sẽ tìm thấy rồi đó, tùy thuộc cho cái độ sâu rồi. Còn sâu hay còn cái độ sâu á, là sâu bao nhiêu thì tự chúng ta biết ha. Rồi ok, gọi lắp lại, hên là lần này không phải bật trang xem, phải hên là lần này không phải bật sang cái chế độ gì nhỉ, chế độ khán giả, đúng rồi, chế độ khán giả mà tìm mà trời má ơi bực mình dễ sợ luôn á. Rồi bước đi, bước đi, cút 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 cút, mày hết giá trị rồi, mày hết giá trị là dùng rồi. Ok rồi, bây giờ chúng ta đã đi tìm kho báu xong rồi, một buổi đi tìm kho báu cực kỳ mệt nhọc. Ok rồi, ở trên mạng á, nó có một cái mẹo tìm kim cương khá là hay đó, nhưng mà nó yêu cầu là chúng ta phải có được vùng đầm lầy đó, và chúng ta phải bật cái chuông border lên nữa, chuông border lên nè đó. Ví dụ như cái này, nói chung là cái cách tìm nó như thế nào đó mình cũng không hiểu luôn cho lắm ha. Đâu là F3 cộng G đúng không, có chuông border, chuông border thôi. Đây là như thế này, nó nằm như vậy, nó nằm như vậy thì chúng ta sẽ đi tới đây đó, đi đến đây rồi đếm là 1 là 2 là 3 4 5 6 rồi, 6 6 6 6 6 6 là chỗ đó nha đó. Nói chung là mình cũng không nhớ rõ lắm cái cách ra tìm rồi. Rồi như vậy nè, như nè, hình như là như vậy nè, cái đào xuống rồi, ok, chả thấy gì hết trơn, đây chả thấy gì hết trơn, không thấy gì chung cương nữa hết trơn. Rồi, ok, đi lên đi lên đi lên, khỏi nó nhiều, đi lên nhanh. Ngộ ha, tại sao người ta tìm thấy mà tôi tìm không thấy là như thế nào, what the hell, hay là do tôi nhân phẩm tôi không được cao. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình sẽ thử mình tìm theo cách ấy coi, 1 2 2 3 4 5 6 rồi. Rồi ok bạn ơi, chả thấy giống ôm gì chứ. Không thấy được một cái giống ôm gì luôn á. Kim cương đâu không thấy, thấy toàn nguyên cái hồ lava bự chà bá lửa. Trời ơi, không hiểu tại sao luôn. What the hell, tại sao người ta tìm thấy mà tôi tìm không thấy là như thế nào. Đùa nhau à, nà ní. Rồi ok, đi lên thôi, chả thấy giống đất gì. Rồi xong phim tối luôn rồi, hay ghê luôn á. Ai, mấy ông thấy có ai khổ không, hay mấy ông thấy có ai khổ như tôi không? Chúng ta đã hết sạch pháo hoa rồi, nhưng mà thôi không sao, mình đã tìm thấy đường về nha. Đây đây, cái đồ, cái đảo này là cái đường về của mình nè. Rồi ok, nó sẽ đi bằng cái hướng này. Ủa hay là đi hướng đó ta? Không nhớ luôn nha, không nhớ luôn á. Nếu như mà không nhớ đường về còn có nước thôi, đó là tự tử là bảo vệ được nhà. Ok mình nói chung là loại biển ha, nói chung là bơi bơi ở biển một hồi thật là lâu. Mình đi vào một cái sa mạc và mình thấy một cái này, biết chỗ này mình đi cho ta. Ok chưa đi, chưa đi xuống có gì đâu. Ôi dạ tao mày rồi ha, đi anh ti rất nhiều cái gì vậy trời. Rồi lên lên trời đó, rồi nha, rồi vàng à. Ok sẽ lấy vàng, ngọc lục bảo, rồi lấy ngọc lục bảo nha, cái giáp yên cưỡi ngựa để bỏ bà đi, sức mạnh nạp ba rồi, mình không có xài cái nỏ đâu khỏi lo. Rồi xong bây giờ bắt lóc đi lên nè, chứ không có còn pháo hoa nữa đâu.
Ok rồi, mình nghĩ là mình nên tự tử thôi bạn ơi, tự tử mới được, còn cách nhưng mà về nhà chứ không tự tử không thể nào về nhà được hết trơn rồi. Rồi chết, về nhà đó, vậy cho nó nhanh đó, khỏe cực kỳ khỏe luôn, là đằng khác á. Rồi ok đó. Bữa nay chúng ta thu thập được ba cái trái tim của biển, ba trái tim luôn nha, chứ không phải một trái luôn nữa. Rồi tao đi lên nhà tao cất đồ một cái, trời ơi mệt quá. Trời ơi má, đi đường xa mà còn bị lạc nữa chứ, tại lúc đó là buổi ban đêm bạn, cái đó là buổi đêm cho nên là mình không có thấy đường ha, ban đêm ban hôm mình không có thấy, mình không có xác định được phương hướng ha đó. Cho nên là chúng ta bị lạc đường đó, đó là điều hiển nhiên rồi. Thang bỏ vào nè, vàng bỏ vào nè, sắt bỏ vào luôn nè. Ok là chắc ráp thành khối đi rồi. Về được nhà nó khỏe gì đâu á. Chúng ta đã có được ta 37 khối emerald đó. Rồi luôn ha. Ok khoan, cất TNT vô luôn đi. Trong này không có chỗ để cất TNT à. Thôi kệ, quanh đây cất. Ok, mình sẽ ném TNT vào đây đi. Ném một cái thứ vớ va vẩn vậy. Rồi, đây sẽ là những cái thứ đồ linh tinh. Đồ linh tinh của chúng ta. Gương này ném vào luôn đi. Rồi, ok. Rồi hôm nay, rồi hôm nay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đó chính là đánh chim thị cung. Đánh chim thị cung, đánh ba đâu, đánh ba đâu, đánh ba đâu. Mình hình như là mình không có mang theo cái gương Ender đúng không? Đúng rồi, mình không mang theo gương Ender. Gương Ender của mình vẫn còn để ở đây nè. Ok, để mình lấy cái cây đinh ba của mình ra cái. Rồi ok đó. Thì sau một hồi vật lộn ở trong đó thì mình quyết định là mình đi lên, mà mình không thể nào mình ở đó được nữa đó. Và trái tim của mình cá này đầu tiên là chúng ta cần phải gọi là sao nhỉ, chế tạo trái tim của biển cả mà đó. Cái mà được gọi là ống dẫn á, chúng ta cần phải kiếm vỏ ốc cho nó, khá là nhiều vỏ ốc luôn. Ok, cái gì nữa rồi. Rồi bây giờ là chúng ta cần phải đi giết những cái con drow, những con chết đuối mà cầm vỏ ốc, để mà chúng ta kiếm nhiều, rất là nhiều vỏ ốc để mà chúng ta ra gọi là sao nhỉ, gọi là chế tạo cái ống dẫn mọi người, để mà chúng ta đặt thẳng ở trong cái thủy cung đó luôn ha. Đó thì mình chỗ này là cho con Reaper nổ nha, chỗ đó là cho con Reaper nổ. Đang đứng hay chế tạo đồ đi đâu lù 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 tới đùng, rồi ôi trời ơi, đúng khốn nạn rồi. Rồi ok thì mình chỉ được có mới được có hai cái ống dẫn à. Ok, đinh ba này à. Rồi bây giờ mình cần phải đi giết những con Drawer mà tụi nó có cầm vỏ ốc ha, để đủ 8 cái. Bây giờ chúng ta có hai cái này, chúng ta cần thêm 6 cái nữa là chúng ta có thể chế tạo được một cái ống dẫn. Mình nó quay trở lại rồi đây, thì từ nãy giờ kiếm muốn chết bà luôn, không có thấy con nào hết, mà có nhưng mà không có con nào cầm vỏ sò hết trơn trọi. Vậy là chúng ta phải bỏ ra một chút thời gian để mà làm mình lên trên internet và xem cái cách farm the raw, xây cái máy farm the raw. Đó ok, có máy farm được ra quà luôn nha đó, nhưng mà mình chưa từng xây bao giờ. Ok, và bây giờ chúng ta phải bỏ thời gian ra chúng ta xem nữa rồi đó, thậm chí là mình còn có chế cả thuốc ấy luôn nè, chế cả thuốc nhìn trong bóng tối luôn để tìm cho nó dễ mà đó, mình vẫn không thấy con nào chứ đó. Bây giờ nó giờ là trời sáng rồi đó. Trời sáng rồi đó, trời sáng rồi đó. Không uống trà thuốc nhìn trong bóng đêm cái hai xuống dưới biển trụ nhìn nó đẹp gì đâu đó. Đẹp ghê không đó. Mặc dù ở đây không có san hô, hay có san hô đẹp hơn nhiều. Muốn gì em? Muốn gì em? Muốn gì em? Hả? Hả? Bố lao bố liu mà. Rồi. Rồi mình lên bờ đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thoát ra. Lên internet xem thử là cái máy farm đó nó có ai gì đó, nó có khả thi không, nếu mà nó cái máy farm đó kiểu như là nó phức tạp quá thì thôi mình xin phép kết thúc video luôn, mặc dù nó hơi nhạt nhiều một tí. Còn nếu như mà không,
nếu như cái máy farm nó phức tạp quá, mình sẽ xây một cái ngọn hai đăng luôn các bạn. Mới xây một cái ngọn hai đăng ở bên cái tha, ở bên cái chỗ kia đó, cái dùng đó, cái chỗ đất bên kia mình đã dọn ra đó ha, cái chỗ đất mà chỗ bên chỗ tụi dân làng mình đã dọn ra, mình dọn sạch bon luôn đó. Mình cũng đã chuẩn bị nguyên liệu để xây một cái ta, không phải, nó vừa là một cái tháp, không phải, nó vừa là một ngọn hải đăng mà nó vừa là một cái cối xe gió luôn đó, cả hai luôn nha, đó là hai trong một, vừa là ngọn hải đăng vừa là cối xe gió luôn đó, nó vậy đó. Rồi ok, mà nó quay trở lại rồi ha, thì cái cách xây máy farm mà cái máy farm mà con zombie trên núi á, nó phức tạp quá, vậy nó cần nhiều đồ quá, cho nên là thôi mình quyết định xây cái đèn hải đăng mà lai tạp chỉ có xe gió luôn ha. Rồi ok, và mình sẽ không quay cái đoạn đó đâu, bây giờ đơn giản là xây nó lâu lắm, quay làm gì à. Đó rồi ok, hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình xây xong. Mình nó quay trở lại rồi đây ha. Rồi sao ba, nói chung là mình đã tốn tổng cộng là 2 ngày trời, 2 ngày ngoài đời luôn, 2 ngày ngoài đời nha, để xây cái ngọn hai đăng mà lai với gió, lai với cối xe gió này đó. Thì đây là cái đường lên của nó, thì ban đầu là mình tính xây cái đường lên đây nè, đó nó dọc theo cái chỗ này nè, đó đi vòng vòng như nè đó đó, nhưng mà mình thì ban đầu là mình dự định vậy đúng không? Không, ban đầu dự định là mình xây như thế này nè đó, nhưng mà tới lúc bắt đầu xây á thì nó bị như thế này đó. Nó cái hình dáng của nó kiểu như là nó, cái kiểu dáng của nó, cái không gian của nó không còn đủ để xây cái kiểu cái gì, cái cầu thang như thế này nữa, mà bắt buộc là phải xây theo đây nè, đặt một cái cột thật là dài lên đó, rồi sau đó bắt lóc qua đi vòng chơi đó. Ok, được chưa đó. Nhưng mà đó, với quyết tâm, đó là không chấp nhận số phận, mình đã cố gắng xây cho một cái đường theo ý của mình đó. Cái ý của mình là mình muốn xây một cái đường như thế này nè đó, mình muốn xây một cái cầu thang như thế này nè, thì cuối cùng mình cũng đã xây được. Ok đó. Thì xây được cái này rồi á, tới lúc cái phần trên trên tầng đó, cái phần đi lên đây nè, phần đi lên đây đó, thì nó lại bị như thế này đó. Thì mình dự định là sẽ đặt những cái đèn ở đây, thì ngọn hải đăng mà phải có đèn chứ đúng không, đặt những cái đèn ở đây đó. Và yeah, mình sẽ xây một cái phòng rất là lớn luôn, và trong đó có một cái đèn. Ok, có một cái đèn nhỏ trong đó, nó có thể nhấp nháy. Và ở đây là một cái phòng đó, nhưng mà người đến không bằng trời đến. Cuối cùng cái dự án, cái vụ mà đây là một cái phòng, ok, đây là một cái phòng, và trong cái phòng đó nó có cái đèn á, bị loại bỏ. Bây giờ đơn giản là cái không gian nó quá nhỏ, nó không đủ ha. Đó rồi ok đó, không gian nó quá nhỏ, nó không đủ. Giờ mình đã tốn tổng cộng là 2 ngày trời, hơn 2 ngày trời ở trong ngoài đời luôn để mà xây cái này. Thì nói chung là sáng nay mình thức dậy thì tầm khoảng 11-12 giờ rồi đó. Rồi cái lúc mà mình xây á, mình xây cái phần thân á, mình đang xây cái phần thân rất là bình thường, nhưng mà tới cái lúc mà cái phần cánh quạt á, cái phần cánh quạt của cái này nè, thì mình bị gặp một số vấn đề nhỏ nhỏ, cho nên là mình đã quyết định là mình tạo một cái thế giới mới để mà mình xây thử cái cánh quạt của cái cối xe gió theo ý của mình ha. Và cuối cùng thì nói chung là mình xây được rồi đó, được, nhìn nó cũng được, nhìn cũng được thôi đó, nhìn cũng được ha, nói chung là nhìn được đó. Thì nói chung là cái cối xe gió này kiểu như là mình muốn thôi, kiểu như là mình không biết mình có phải là cái người đầu tiên xây hay không đó, nhưng nói chung là mình suy nghĩ trong đầu ra thôi nói là mình thực hiện, thì cuối cùng mình đã thực hiện được rồi ha. Đó nó đây nè, đây à, đây đó, cái cánh quạt nó như thế này á, cánh quạt như thế này. Ban đầu thì nó không có đèn đâu, nhưng mà mình gắn đèn á, cái lúc mà mình gắn đèn cho cái thân đó, gắn đèn vô trong chỗ này nè đó, cho cái thân của cái ngọn hải đăng này á, thì mình mới suy nghĩ một chút ý tưởng, mình mới có nảy ra một ý tưởng nhỏ nhỏ, chứ là ấy nhỉ, hay là mình thử đặt cánh quay lên trên cái máy quạt thử xem. Đó thì mình đặt lên thì mình thấy cũng được đó, giờ mình xây cho nó lồi ra đó, cái phần là lồi ra như nè, đó là mình xây cho nó lồi ra thêm á. Ok đó, nói chung là nhìn cũng được ha, mình nhìn được thôi, còn bạn nhìn thấy xấu thì thôi mình cũng chịu. Bây giờ dạng là mình xây lâu dữ lắm luôn rồi đó bạn, mình xây lâu dữ lắm luôn á.
cánh quạt nó xong rồi, cái phần đáy nó xong rồi, cái phần thân của nó xong rồi, cái phần trên đó rồi, cái phần phía trên nó cũng gần xong luôn rồi. Nhưng mà tới cái lúc này mình bị gặp được, mình cũng bị gặp vấn đề đó bạn ơi. Mình gặp vấn đề là cái gì? Đó là cái phần đá đỏ mà sẽ lên trên cái tầng phía trên. Đây, 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 đây. Thì chúng ta sẽ cho, mình sẽ cho bạn xem đây. Thì nói chung là mình vẫn chưa xây xong đâu. Cái phần nội thất thì vẫn chưa có giống ồn trong đây chưa. Phần nội thất vẫn chưa có gì hết ha. Vẫn chưa có gì hết ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đây. Mình bay một vòng cho bạn xem. Ok. Lên cái này. Đây rồi. Ok. Đó. Đó thì kiểu dáng nó như này đây. Rồi bây giờ mình sẽ bay vào. Đó. Dập mặt luôn. Đó. Thì đây, đây là cái phần đá đỏ. Đó, mình dự định là làm cho cái phần đèn này nó nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Đó, nó nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy. Nhưng mà đời nó cũng không như mơ các bạn. Cái mình bắt tay vào thực hiện thì nó bị, nói chung là mình không cần về đá đỏ mấy, mình chỉ biết một ít thôi đó. Và thế là nó, người ta nói chung là cái phần đèn nhấp nháy, nhấp nháy, nhấp nháy vậy á, nhấp nháy này nè. Đó là mình lấy ý tưởng từ anh ỷ Thiên TV, ok. Đó, lấy từ ý tưởng từ anh ỷ Thiên TV ha. Đó. Rồi. Rồi, rồi nhưng mà đó mình thì mình cũng bắt đầu vô mình kia thì mình lấy ý tưởng rồi bắt tay vào mình xây thôi. Nhưng mà cái lúc mà mình xây khó quá, mình mới lên trên kênh của ảnh, mình xem video của ảnh. Mình xem video của ảnh là ảnh xây rất là gọng mà. Đó, ảnh xây rất là gọng nhưng mà cái chỗ đó cũng không thể nào biến thành phần nhấp nháy được mà. Cái ngọn hai đăng của anh rất là to và rất là rộng nhưng mà hai vẫn không thể nào mà thì ảnh cũng không, ảnh không có thiết kế phần đèn nhấp nháy trong cái hậu ngọn hai đăng đó bạn. Mà mình nhớ có một video là có đó, ảnh có thiết kế cái ngọn đèn hai đăng nhấp nháy đó nhưng mà mình không biết video nào đó. Thì mình thấy cái video đó là cái ngọn hai đăng rất là rộng đó, và cái đèn nó đặt rất là xa, cái đèn nó đặt rất là xa luôn chứ không có gần sát như mình đâu. Nhưng đây mình cho bạn xem phần bên trong nè. Rồi cục của tôi rồi. Đó, như của mình, như bạn thấy nè, của mình nó rất là sát luôn, gần như rất là sát luôn đó. Thì lúc nãy nó còn sát dữ cơ, nó sát khít nịch luôn, khít nịch luôn kìa đó. Cái này là mình dời ra một chút á, nó mới dở hơn như vậy mà nó còn khít nè. Thì mình đang cố gắng mình tìm cách, mình tìm cách để mà mình cho nó nhấp nháy. Nhưng mà tới làm lui làm xuôi làm ngược cuối cùng hết nhấp nháy rồi. Mình chịu thua không? Mình chịu thua mà mình không muốn cho nó thôi kệ, cái mình chịu thua luôn bạn. Mình quyết định là thôi kệ bà đi, khỏi nhấp nháy cũng được, sáng lè sáng đèn là được rồi đó. Nhưng tới lúc này lại gặp một vấn đề nữa đó. Bây giờ chúng ta muốn cho nó sáng đèn thì chúng ta phải cần có một cái piston, một cái piston, mà piston đó phải là piston dính, mà mình chả có một cục xà lan nào. Ok. Và mình cũng đã có thử dùng lệnh để mà tìm. Đây, lo cái te bay ôm đó. Dùng lệnh tìm cái bay ôm đầm lầy đó, nhưng mà mình vẫn chẳng, và mình cũng chẳng thấy con xà lan nào hết luôn. Mình tìm bay ôm đầm lầy để mà tìm kiếm con xà lan, và kết quả là mình chả thấy cái con nào cả. Mình chẳng thấy con nào nữa bạn. Ok đó. Rồi, bây giờ thì chứ bây giờ thì mình xin phép kết thúc video tại đây các bạn. Chúc bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye.